Xin chào các anh em, hiện tại em đang đứng trước con xe International dùng động cơ Mach 4 113 đời 2012. Thì hôm nay em sẽ dùng thiết bị FK, FSD để test những cái con xe đầu kéo Mỹ này cho các anh em cùng tham khảo. Thì anh em hãy theo dõi cái quá trình test bên dưới nghe như thế nào nhé. Đầu tiên thì anh em cần xác định vị trí giắc chẩn đón ở trên xe. Thì cái giắc này là cái giắc tròn chính chân nằm ở dưới vô lăng nè. Đó, em đã kết nối cái cục pin sai vào xe. Đây là sáng. Tiếp tục em sẽ vào màn hình máy chẩn đoán để thực hiện việc test chiếc xe này. Rồi, đây là màn hình của máy của thiết bị FKFSD. Thì tiếp tục chúng ta sẽ vào vòng chẩn đoán nè. Ta sẽ tìm kiếm cái dòng meter. Đây, International. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ chọn cái lỗ chắc mà chúng ta cắm vào xe. Chúng ta đang dùng chắc 9 chân nè. 9 chân, 6 chân là sẽ dành cho những cái dòng động cơ đời trước. Còn những cái dòng diesel green 9 pin này sẽ dành cho những dòng động cơ đời mới như là N13SCR á, sẽ chọn bên này. Còn hàng này là 1113, dòng động cơ cũ thôi. Ở đây thì chúng ta có thể test được động cơ nè, hộp số và cả hộp đồng hồ luôn. Thì để tôi test trước hộp động cơ cho các anh em xem. Đó, auto gen khi mà vào động cơ á, thì nó sẽ có y như xe con á, có hai tính năng, nó sẽ là quét tự động ra cái chọn tự động ra xe cái hộp động cơ luôn, hoặc là chúng ta sẽ làm thủ công. Còn tự động thì chắc chắn nó ra rồi, nên tôi sẽ thực hiện cái việc lựa chọn thủ công cho các anh em tham khảo. Để chọn cái dòng động cơ nè, Mach 4 113 đời 2012 nè. Đó, ở một bên này là sẽ là những tính năng đặc biệt, còn ở đây là cái mục pay function này, nghĩa là những tính năng cơ bản như là đọc lỗi, xóa lỗi hoặc là set data này. Ở bên này rồi, cho xem coi con xe này nó có báo lỗi gì không. Thấy con xe cũng đang nổ rất là êm. No fault là xe thì hiện tại không có lỗi. Ta có thể xem được cái lỗi, cái lỗi lịch sử mà trước đó xe đã từng bị luôn. Đó, thì trước đó lỗi lịch sử cũng đã được mấy anh em mà sửa chữa xong rồi, đã xóa mất luôn rồi. Ta sẽ vào những cái tính năng như là xe data nè. Rồi những cái data của xe như thế nào, nó sẽ chia từng khu vực nè, khu vực về khí thải hoặc là những khu vực về nhiệt độ động cơ. Đó, chia theo từng khu vực. Muốn nhanh á, chúng ta sẽ vào phần specialize nè, độ on signal nè, ta sẽ xem tất cả các dữ liệu của động cơ luôn. Đó, ở đây gần như là những thông số về cảm biến hoặc là những cái cơ cấu cái phần ở trên xe nó đều hiển thị ở đây hết, để cho các anh em có thể tiện theo dõi hoặc là kiểm tra khi mà xe nó có lỗi đó, kiểm tra cảm biến hoặc cái cơ cấu nó làm việc như thế nào. Thì chúng ta sẽ dựa nhiều vào những cái phần line data như thế này. Rồi, và chúng ta sẽ vào xem những cái tính năng cruise test này. Cruise test nghĩa là những tính năng kích hoạt á. Chúng ta thể ở đây nó sẽ cho chọn chế độ nè, kích hoạt khi mà động cơ nổ, và động cơ nổ hoặc là khi động cơ tắt, hoặc là kích hoạt cái khi hệ thống khí thải, kiểm tra hỏng khí thải nè, làm ở đây. Tại là xe mình đang nổ thì mình sẽ chọn bên kích hoạt ở bên phần nổ. Chúng ta có thể kiểm tra được cái bơm nè, test được cái bơm nè, test được cái quạt ly tâm nè, hoặc là chúng ta hãy ngắt kim phun chiếc bét để kiểm tra tình trạng bét. À, chúng ta lúc này chúng ta chỉ cần chọn từng xi lanh để chúng ta thực hiện chiếc bét mà. Dù như tôi test cái xi lanh số 3 đi. À, anh em muốn giết kim thì anh em chọn đi với bò nè. À, khi mà máy nó rụt, nó yếu hẳn đi á, nghĩa là cái bét nó làm thì còn tốt. Và anh em muốn quay lại cho bình thường thì chọn là normal.
đó là xe nó sẽ hết ruột nữa, quay lại giao là bình thường. Rồi anh em muốn test những cái bé còn lại thì cứ chọn theo thứ tự thôi, có gì là được. Và anh em muốn test cái bơm khóa là quạt á, anh em cứ vào thực hiện chức năng mà test, làm theo đúng điều kiện là được. Rồi ở đây có cái bụng quay sụp xanh đó. Vô đây chúng ta sẽ điều chỉnh một số cơ cấu ở trên xe. Ngoài ra thì chúng ta có thể test được luôn cả cái đồng hồ của xe luôn. Anh em muốn test đồng hồ anh em chỉ cần chọn được chú mình Lester nè. Em test số 1 không được nhưng mà test số 2 thì ok. Đó, thì vừa rồi em cũng đã test qua cái con Inter này á, thì anh em có thắc mắc hoặc muốn có những cái câu hỏi về máy thì anh em hãy liên lại thông tin vô cùng tâm, tên và số điện thoại ở bên dưới. Xin hẹn gặp lại các anh em.